Tôi có dịp đi qua làng Chư Gió. Vâng, đây là địa phận của làng Chư Gió thưa các bạn. Nếu ở Tây Nguyên nói về về đất đai, đất nước, màu mỡ thì nơi đây rất thuận tiện. Vì làng Chư Gió có những vùng đất rất đẹp thưa các bạn. Núi đồi trùng điệp ôm lấy làng và những con đường rộng thênh thang trải nhựa vô cùng đẹp đẽ. Rồi những đầm nước để tưới cho những cây trồng rất là mênh mông và bát ngát. Tôi nghĩ cảnh núi rừng có nước nôi mênh mông như thế này là rất đẹp, rất thuận tiện cho việc tưới tiêu, tắm giặt, sinh hoạt hàng ngày. Và vùng Chư Gió là một vùng sâu, vùng xa của Chư Bả, nhưng tôi cảm thấy vùng này nó rất rất đẹp. Các bạn nhìn hồ nước rộng mênh mông, bao la, bát ngát, thẳng cánh cò bay. Hơn thế nữa, khu vực này lại là khu trung chuyển của khách du lịch đến Chư Đăng Gia, cho nên đường xá ở đây khá thoáng mát, đẹp, nhẵn, dễ đi. Hồ nước mênh mông, xem các bạn xem. Vâng, khu này còn đẹp biết bao, đây là rừng núi rất trùng điệp. Người dân ở thưa thớt, cây cối thì xanh tươi bát ngát, ruộng đồng quả thực là rất tươi tốt. Xen lẫn vào đấy là những dãy cà phê bạt ngàn, rộng mênh mông, bao la. Vâng, cây cà phê đang chuẩn bị đến mùa thu hoạch. Thưa các bạn, quả đã chín rất nhiều. Cây to, quả lớn. Gần đến mùa thu hoạch nhưng lá cà phê vẫn xanh. Chứng tỏ đất ở đây rất tốt. Vâng, đây là ở Chư Gió đây thưa các bạn. Khu vực này là thuộc vào huyện Chư Bả. Còn khu vực này là một cả một cái cánh đồng rộng mênh mông, toàn lúa nước. Vâng, lợi thế cho Chư Gió là coi như là lúa nước rất nhiều. Ở vùng rừng núi mà có cà phê, có cây công nghiệp, có lúa nước, có những hồ nước để tưới tắm, tiêu úng rất thuận tiện. Khu vực này rất nhiều cá thưa các bạn. Tôi thấy có rất nhiều lưới đăng, lờ đăng để tận dụng những con cá ở trong vùng đầm này. Các bạn nhìn xa xa, đấy là làng Chư Gió. Vâng, làng Chư Gió nằm ẩn nấp ở dưới một cái ngọn núi rất cao. Vâng, đây là đường đi vào Chư Gió đây thưa các bạn. Đường rất to, rất rộng, thênh thang, nhẵn bóng.
khu trước mặt tôi đấy là làng Chư Gió. Chuyển sang khu vực bên đây là một cả một đầm lầy mênh mông, có thể đánh lưới, câu cá. Tận dụng thức ăn cho cuộc sống hàng ngày cho người dân Chư Gió. Đây các bạn xem, lúa nước trở về đây này. Cánh đồng rất rộng, rất dài, lúa rất tốt thưa các bạn. Vâng, đồng nước nước mênh mông, có thể chúng ta cấy những cái rau ở dưới nước được rất nhiều. Và trước mặt xa xa kia, những ngọn núi xa xa kia là khu du lịch của Chư Đăng, và gần đây là làng Chư Ró. Làng Chư Ró ở rất êm đềm và rất đẹp đẽ. Tôi và các bạn đang tham quan làng Chư Gió, huyện Chư Bả, Gia Lai. Vâng, đẹp phải không các bạn? Trên núi còn rất nhiều cây xanh. Nàng ẩn sâu dưới chân núi, trông rất đẹp đẽ. Vâng, đến gần đấy là thưa các bạn có một con đường rộng rất thênh thang nằm ở giữa làng, làng ở hai bên. Còn khu vực này là cái đầm hồ đấy thưa các bạn, khu này rất nhiều cá. Chúng ta lại tiếp tục để bước sang khu vực trồng cà phê của làng Chư Gió nhé. Vâng, các bạn nhìn đây này, cà phê này. Cà phê quả rất to, rất rất sai quả thưa các bạn, rất đẹp. Quả đã bắt đầu đang chín, chín thật nhiều nhưng mà người hái vẫn chưa có, bởi vì là đây chắc có lẽ là để hái làm hai đợt thôi. Vâng, ở rừng núi như thế này rất lợi thế. Cây công nghiệp, lúa nước, đầm hồ, đường xá, chỗ nào cũng thuận tiện. Cà phê đẹp không các bạn? Quả vừa vàng vừa đỏ, lá xanh ngắt. Chứng tỏ đất ở đây rất tốt. Và sự chăm sóc của con người cũng rất tốt. Vâng, cánh đồng cà phê Chư Gió. Còn sang khu vực này thì ở thưa thưa các bạn, xa xa kia có một nếp nhà, còn toàn rừng núi bao la. Trên này là thảm lúa khô thưa các bạn. Đây ở đây thường gọi là lúa rẫy. Vâng, những cánh đồng bằng phẳng rộng mênh mông, bên cạnh những rừng sâu xanh thăm thẳm. Vâng, bức tranh thủy mạc thật đẹp của làng Chư Gió. Các bạn nhìn rừng đây này, xanh, đẹp. Cây còn rất nhiều. Một ngôi nhà nho nhỏ nấp sau rừng xanh,
trông thật đẹp và mỹ mãn. Đường xá ở đây thì tuyệt vời, thưa các bạn. Đường nhựa chạy thẳng xuống vào đến chân núi luôn. Đường điện 300 kV đi vắt qua khu rừng. Núi rất cao, còn rất nhiều cây, trông nó cảnh đẹp, thật là đẹp. Còn nhiều nơi những cái cây núi như thế này đều bị phá trọc, phá trụi, cho nên là cảnh nó tiêu điều, chứ cảnh đây thì quá đẹp luôn. Chúng ta đang đi du lịch qua miền Chư Gió. Vâng, từ chỗ tôi sẽ đến đây cũng rất xa đấy thưa các bạn, nhưng mà tôi thấy cảnh đẹp thì tôi chụp lại cho các bạn cùng xem. Từ Chư Sê chúng tôi đến đây cũng 6-70 cây số đường, không phải ít, nhưng mà tôi thấy cảnh quá đẹp. Tôi dừng lại quay phim. Vâng, đẹp không các bạn? Bây giờ là núi rừng có điện thay sao, nông thôn có máy làm trâu thay người. Chỗ nào cũng sản xuất cũng hiện đại hóa rồi, cho nên là làm nông nghiệp bây giờ không còn khó khăn vất vả như xưa nữa. Vâng, các bạn nhìn trước mặt tôi là đấy là chính là làng. Làng này ở rất xa thưa các bạn. Ô tô chạy quanh làng đơn giản. Thật sự là bức tranh thủy mặc. Vâng, các bạn ngắm thử khu vực, chuẩn bị đến khu vực cà phê này nữa. Đây cũng của làng Chư Ró đây thưa các bạn. Rất đẹp, quả rất dày, rất to. Chín rất nhiều rồi phải không các bạn? Nhưng mà đây vân dân người ta vẫn chưa hái đâu. Đấy, các bạn nhìn một cái cây cà phê này. Nếu tính ra cây này là 9,80% rồi, nhưng mà vẫn chưa có người hái. Cà phê trên Chư Gió. Vâng, khu vực này là tình cờ tôi đi qua thôi, thưa các bạn. Tôi thấy quá đẹp nên là tôi quay phim rồi. Ở quê tôi Chư Sê cũng rất nhiều cà phê, nhưng cà phê của Chư Gió này rất đẹp. Vâng, tôi và các bạn đã đi qua miền Chư Gió, huyện Chư Bả, Gia Lai. Tôi vừa giới thiệu cho các bạn nghe xem một bức tranh làng Chư Gió. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Các bạn xem cảm thấy vui, share và like.
cho tôi nhé. Xin chào tạm biệt.